vừa qua tại hà nội tổng cục quản lý thị trường và trường đại học kinh tế quốc dân đã tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác đào tạo đại học cho lực lượng quản lý thị trường việc ký thỏa thuận này nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo đại học và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quản lý thị trường phục vụ hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại Bộ Công thương xác định đào tạo đại học về quản lý thị trường là định hướng chiến lược quan trọng của lực lượng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 là điều kiện tiên quyết để phát triển theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại. Trong khoảng 2 năm qua, Tổng cục Quản lý thị trường đã phối hợp với Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân xây dựng xong chương trình và giáo trình đào tạo chính quy bậc đại học chuyên ngành quản lý thị trường. Đáng lưu ý, trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa kinh tế, khoa công nghệ phát triển mạnh Công nghệ số được ứng dụng vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Lực lượng quản lý thị trường chỉ có thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao khi có một đội ngũ công chức đủ lớn với trình độ chuyên môn sâu, được đào tạo bài bản chính quy, cũng như biết ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào hoạt động. Đặc biệt, sinh viên của trường có thể thực tập ngay tại các đội quản lý thị trường vì nếu có kinh nghiệm thực tiễn sẽ được ưu tiên việc làm ngay. Ngoài ra, Tổng cục Quản lý Thị trường cũng sẽ có chính sách để tuyển sinh viên khá giỏi xuất sắc, làm việc ngay sau khi ra trường.